kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 4, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Quản lý Dự án Trung tâm ASEAN Nhật Bản tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Phát triển văn hóa đọc được các trường học trong tỉnh quan tâm với nhiều hoạt động khuyến khích niềm đam mê đọc và tìm hiểu về sách. Lực lượng Công an Thái Bình triệt phá nhiều đường dây đánh bạc trên không gian mạng với quy mô rất lớn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của tỉnh Thái Bình bắt đầu chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Mở đầu hoạt động tại đây, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Quản lý Dự án Trung tâm ASEAN Nhật Bản tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình. Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Minh, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Tanabe Michihiro, Quản lý Dự án Trung tâm ASEAN Nhật Bản. Về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản. Phát biểu chào mừng hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản nên sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa cả ở cấp trung ương và cấp địa phương của Việt Nam và Nhật Bản. Đồng chí nhấn mạnh, Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu và thực hiện đầu tư tại Thái Bình từ khá sớm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 5 dự án đầu tư từ Nhật Bản còn hiệu lực đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký là 144 triệu đô la Mỹ. Nhật Bản cũng là thị trường xuất khẩu trọng điểm truyền thống của Thái Bình. Trong số hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, có khoảng 100 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, chiếm tỷ trọng từ 13 đến 17% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Với định hướng phát triển, tỉnh Thái Bình đã và sẽ luôn mở rộng cánh cửa chào đón các doanh nghiệp Nhật Bản tới đầu tư. Bởi tỉnh có niềm tin và đánh giá rất cao về tiềm lực, năng lực đầu tư, khoa học, công nghệ trong sản xuất và hiệu quả đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu về thế mạnh của tỉnh như vị trí địa lý thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, có quỹ đất lớn dành cho phát triển công nghiệp và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Hiện các doanh nghiệp Nhật Bản có rất nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực mà Thái Bình đang ưu tiên thu hút đầu tư như công nghiệp phụ trợ, điện tử, công nghiệp chế tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư của Nhật Bản, tỉnh Thái Bình cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về mọi mặt với cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý đầu tư, nhập cảnh, cũng như bảo đảm các điều kiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi. Tỉnh sẵn sàng lắng nghe và giải quyết kịp thời khó khăn cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Đức Minh, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và ông Tanabe Michihiro, quản lý dự án Trung tâm ASEAN Nhật Bản, đánh giá cao những lợi thế và tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng thông qua hội nghị này sẽ giúp các nhà đầu tư Nhật Bản có cơ hội tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo và các doanh nghiệp của tỉnh Thái Bình để cùng tạo dựng các mối quan hệ hợp tác hiệu quả, thiết thực trong tương lai. Kết thúc hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình và đại diện một số tổ chức kinh tế của Nhật Bản chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Viglacera với đối tác tư vấn Nhật Bản và giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed với Tập đoàn Satake. Trước đó, cũng trong sáng nay, đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển và Quỹ Phát triển Đất tỉnh, chủ trì cuộc họp hội đồng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2. Quý 1 năm 2023, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đề ra, đã thu hồi vốn ứng đến hạn để hoàn trả Quỹ Phát triển Đất tỉnh với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng, đã ứng vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng cho 3 dự án với tổng số tiền trên 19 tỷ đồng. Đồng thời đã thẩm định một dự án cho vay vốn và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định cho vay. Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Quản lý Quỹ, tăng cường công tác phối hợp với các sở ban ngành trong tỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của quỹ, tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ vay, đồng thời có những giải pháp phù hợp và linh hoạt để công tác thu hồi nợ vay đạt hiệu quả, không để nợ xấu phát sinh.
theo dõi sát, chủ động nắm bắt những thay đổi về chế độ chính sách của nhà nước để kịp thời có những điều chỉnh thay đổi phù hợp. Những năm qua, phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi đã được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bằng ý chí tự lực tự cường, tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều cựu chiến binh phát triển kinh tế hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi, toàn huyện Quỳnh Phụ có trên 100 mô hình phát triển kinh tế do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động với thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và của tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn. Hội cựu chiến binh huyện sẽ thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các mô hình, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Những năm qua, người dân xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư đã duy trì và phát triển tốt nghề trồng dâu nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống hộ gia đình. Toàn xã Hồng Phong hiện có hơn 1.000 hộ dân làm nghề trồng dâu nuôi tằm. Diện tích trồng dâu trong toàn xã đạt trên 270 ha, chiếm khoảng 70% tổng diện tích canh tác. Hiện nay, các hộ gia đình đều áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc nuôi tằm, đảm bảo tằm phát triển tốt, ít dịch bệnh nên cho hiệu quả kinh tế cao. Với việc giá kén ổn định trong nhiều năm qua, đạt mức trên 100.000 đồng 1 kg, mỗi hộ gia đình nuôi tằm lấy kén đều đạt thu nhập từ 15 đến 25 triệu đồng cho 2 đến 4 người làm. Mỗi năm, người dân xã Hồng Phong sẽ nuôi tằm trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 11, cung cấp ra thị trường trên 400 tấn kén, thu về trên 40 tỷ đồng. Chuyển sang tin tức khác, chiều nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội giai đoạn 2023-2025. Sự hội nghị có đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào tăng cường công tác tuyên truyền về phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ vì người nghèo. Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh định kỳ hàng năm có hình thức phù hợp, tổ chức sơ kết tổng kết, đánh giá kết quả và thống nhất xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Phối hợp khảo sát nắm chắc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp, đúng đối tượng. Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay tại quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ sẽ chính thức diễn ra lễ khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023. Chuỗi sự kiện diễn ra từ nay đến hết ngày 29 tháng 4 tại Phú Thọ với một số hoạt động chính như lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023, liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, triển lãm di sản văn hóa du lịch các vùng kinh đô Việt Nam. Điểm nhấn của lễ hội Đền Hùng năm nay là liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh với gần 100 nghệ nhân từ 13 tỉnh, thành phố. Thưa quý vị và các bạn, đọc sách mang lại nhiều điều bổ ích, giúp hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần và góp phần xây dựng xã hội học tập. Những năm gần đây, văn hóa đọc được các trường học trong tỉnh quan tâm hơn trước, trong đó có nhiều hoạt động khuyến khích niềm đam mê đọc và tìm hiểu về sách, ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường tiểu học và trung học cơ sở Thống Nhất, huyện Hưng Hà. Trong giờ ra chơi hoặc đầu giờ học, Hà thường cùng các bạn đến thư viện để tìm kiếm những cuốn sách mới phù hợp với sở thích của mình. Với em, đọc sách không chỉ là niềm đam mê mà còn là một thói quen tốt giúp em xây dựng nền tảng kiến thức xã hội, nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành kỹ năng sống. Một ngày nếu mà thời gian rảnh thì em sẽ dành từ 1 tiếng đến 2 tiếng để đọc sách. Bản thân em thì rất là thích đọc những quyển nâng cao trí tuệ và phát triển toán học. Sách cũng áp dụng hàng ngày vào tất cả các bài giảng trên lớp của em, cho em rất là nhiều thời gian thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Hiện nay, thư viện của trường tiểu học và trung học cơ sở đang có trên 5.000 đầu sách như truyện tranh, sách văn học, lịch sử, toán học, thơ ca dân gian. Từng kệ sách được sắp đặt khoa học giúp các em dễ dàng tìm kiếm những cuốn sách yêu thích và các tài liệu tham khảo. Để duy trì thói quen đọc sách cho học sinh, nhà trường đã xây dựng nhiều phong trào, hoạt động thiết thực vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa bồi đắp tình yêu với sách, thông qua đó xây dựng nhân cách tốt đẹp cho các em.
Ngoài việc duy trì cái hình thức thư viện truyền thống, chúng tôi cũng phát huy thư viện trên mạng Internet để các em có thể kết nối nhanh hơn và có thể truy cập được nhiều thông tin hơn. Ngoài những cái buổi phát thanh tuyên truyền trong các giờ truy bài thì chúng tôi cũng thường tổ chức một số chuyên đề trong các giờ chào cờ để các em học sinh không chỉ giới thiệu sách, kể chuyện sách mà còn có sự giao lưu, chia sẻ và đặc biệt là chia sẻ cái kinh nghiệm đọc sách. Còn tại trường tiểu học Thống Nhất, cũng nhờ vận dụng có hiệu quả mô hình không gian đọc sách nên phong trào đọc sách của học sinh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng thư viện trong từng lớp học. Các đầu sách thì trong thư viện lớp học thì cũng luôn được thay đổi và làm mới bằng cách là chúng tôi trao đổi sách giữa các thư viện của các lớp học. Chính vì thế mà các đầu sách luôn luôn mới mẻ khiến thu hút học sinh rất là nhiều. Năm nay, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc với chủ đề Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo, sách cho bạn, cho tôi, trường tiểu học và trung học cơ sở Thống Nhất đã tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa đọc với sự tham gia của hơn 1.000 giáo viên, học sinh. Các em được trao đổi với diễn giả về giá trị, ý nghĩa của tình yêu với văn hóa đọc, cách lựa chọn những cuốn sách hay, kỹ năng ghi nhớ kiến thức khi đọc sách, qua đó khơi dậy đam mê đọc sách, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Sau đây là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay, Thái Bình ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 12 tháng 4 đến nay, Thái Bình ghi nhận 32 ca COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các sở ban ngành địa phương triển khai quyết liệt việc rà soát vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ đúng lịch, chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình dịch COVID-19, tăng cường giám sát trong các cơ sở y tế, bệnh viện, trường học và cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan. Các cơ sở y tế tổ chức tốt việc thu dung, chăm sóc điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh COVID-19, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình, dịch sốt xuất huyết năm nay vẫn có khả năng diễn biến phức tạp, nhất là khi thời tiết mưa nắng thất thường. Trong khi đó, dịch COVID-19 đang gia tăng số ca nhiễm, nguy cơ dịch chồng dịch là rất cao nếu không có những biện pháp chủ động phòng chống kịp thời. Chưa từng ghi nhận ca sốt xuất huyết, dịch COVID-19 những năm qua cũng được kiểm soát tốt. Kết quả này của xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy có được là nhờ công tác thông tin tuyên truyền, vệ sinh môi trường, chủ động phòng chống dịch luôn được tập trung đẩy mạnh. Những buổi tổng vệ sinh toàn xã như thế này triển khai đều đặn hàng tháng và sau mỗi lần mưa lớn đã nâng cao nhận thức và tính tự giác của người dân. Từ cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đều vào cuộc, sau đó xuống đến các thôn. Và đối với người dân thì hướng dẫn một cách cụ thể, chi tiết và làm tốt công tác tuyên truyền. Qua các cái hình thức, đầu tiên là trên hệ thống truyền thanh của xã, thứ hai nữa là bằng các pano áp phích từ xã đến thôn, ở các cái điểm trọng yếu mà người dân hay quan tâm và đi đến, đi lại. Thứ ba nữa là thông qua các hội nghị từ cấp ủy xuống đến các cơ sở thôn. Mùa hè thời tiết mưa nắng thất thường, nhiệt độ thay đổi nhanh chóng cùng khí hậu ẩm ướt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi đẻ trứng nhiều hơn, loang quang bọ gậy phát triển. Nước thải, rác thải, vùng nước đọng sau mưa là môi trường thuận lợi để muỗi và virus sinh sôi, nguy cơ truyền bệnh rất cao. Trong lễ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh mùa hè diễn ra vào sáng nay, ngành y tế đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền người dân, chủ động khơi thông cống rãnh, không để nước đọng tránh dịch bệnh lây lan. Tiến hành phun diệt muỗi tại những vùng có mật độ muỗi cao, đặc biệt tại các xã nguy cơ, các xã đã có ổ dịch. Đối với các xã thì cũng thành lập các ban chỉ đạo, làm tốt công tác vận động cho nhân dân, tổng vệ sinh môi trường, thao vét, ổ chứa bỏ gậy. Đối với đợt dịch COVID thì hiện nay thì Trung tâm Y tế cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của huyện đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo, đặc biệt là tập trung vào công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện cái khẩu hiệu 2K tiêm phòng vaccine, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao. Chúng tôi đã có những cái hướng dẫn bố trí các cái lực lượng, các đội cơ động phối hợp và hỗ trợ cùng với các tuyến ngay khi phát hiện những cái ổ dịch, cái trường hợp và nghi ngờ thì chúng tôi phối hợp để xử lý sớm, xử lý triệt để. Chúng tôi quan tâm thường xuyên giám sát cũng như tập trung vào nhóm yếu tố nguy cơ, đặc biệt là khối các trường học, các doanh nghiệp, các cái đơn vị y tế và những nơi có tổ chức các cái sự kiện.
Các địa phương cũng cần chủ động giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị y tế bảo đảm đủ nhu cầu về thuốc, phương tiện, vật tư hóa chất, trang thiết bị, sẵn sàng cấp cứu điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 và các dịch bệnh mùa hè. Trạm y tế xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phụ trách từng khu cụm dân cư và nắm bắt kịp thời nếu có dịch xảy ra. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cũng cần chủ động nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các khuyến cáo trong phòng chống dịch, không để xảy ra dịch chồng dịch trên địa bàn. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ổ dịch COVID-19 trong trường học. Do vậy, việc đề cao cảnh giác và chủ động các biện pháp phòng chống từ mỗi nhà trường là điều hết sức cấp bách. Từ kinh nghiệm của những đợt dịch trước, hiện các nhà trường đều đã sẵn sàng về cơ sở vật chất và phương án đảm bảo kế hoạch giảng dạy song song với phòng chống dịch. Trong đợt xét nghiệm nhanh COVID-19 vào đầu tuần này, trường tiểu học Kỳ Bá có học sinh dương tính ở 2 lớp học. Ngay lập tức, nhà trường đã triển khai các biện pháp dập dịch kịp thời. Học sinh mắc bệnh được cách ly nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên, học sinh khác trong cùng lớp và đã tiếp xúc với những em này đều được xét nghiệm ngay. Hiện 100% học sinh và thầy cô giáo khi đến trường được yêu cầu đeo khẩu trang. Nhà trường cũng bố trí giờ ra về cho các khối lớp hợp lý để tránh tập trung đông người. Trong giờ ra chơi thì nhà trường cũng đã có kế hoạch để quản lý học sinh tránh lây nhiễm giữa các lớp, báo tới gia đình. Phụ huynh sẽ chủ động đo thân nhiệt cho con và sẽ báo lại nhà trường nếu như mà con có biểu hiện ốm sốt. Và đặc biệt đó chính là phối hợp cùng với nhà trường trong việc tiêm phòng vaccine cho các con. Nhằm khoanh vùng, sàng lọc, phát hiện kịp thời các ca nhiễm, ngành giáo dục thành phố vừa thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên tại 100% trường học và xét nghiệm toàn bộ giáo viên, học sinh tại các lớp có nguy cơ. Cùng với đó là chủ động rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch, kiện toàn bố trí bộ phận, thành phần thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch đủ năng lực, thiết lập cơ chế phối hợp và kênh liên lạc 24/7 giữa gia đình nhà trường để có phương án ứng phó kịp thời trong mọi tình huống có thể xảy ra. Mỗi một lớp đều có những cái nhóm Zalo để thông báo tất cả những tình hình học tập cũng như rèn luyện của con trên lớp, thì chỉ thấy mà có một cái dấu hiệu bất thường, ví dụ như là sức khỏe của con, thì giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn sẽ phải thông báo ngay, cập nhật thông tin lên nhà trường. Chúng tôi đã có thông báo đến phụ huynh về cái công tác là không được chủ quan trong bất kỳ tình huống nào. Nhà trường cũng đã kết hợp với phụ huynh chuẩn bị cho các con tất cả các đồ dùng cá nhân phục vụ công tác bán trú của các con, đều có những ca cốc, bát, thìa, gối của các con để riêng, và tất cả các đồ dùng của các con thì đều có ký hiệu riêng, và hàng ngày thì là các cô giáo cũng thường xuyên khử khuẩn. Thầy cô trong trường đã hướng dẫn bọn em về việc đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Đối với bọn em thì điều đó đã trở thành một thói quen, và về nhà thì bọn em cũng đã tuyên truyền điều đó với mọi người để nâng cao tinh thần chống dịch. Các nhà trường cũng tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch và những văn bản mới liên quan đến COVID-19. Ở nhiều lớp học, học sinh đều tự giác thực hiện 2K và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chấp hành các khuyến cáo trong phòng dịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình trạng đánh bạc qua mạng diễn biến ngày càng phức tạp, có quy mô rộng khắp. Thực trạng tội phạm đánh bạc có xu hướng chuyển từ đánh bạc truyền thống sang ứng dụng công nghệ kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin, để thực hiện hành vi đánh bạc, và nổi lên là đánh bạc liên kết nhiều tỉnh thành với nhau. Mới đây nhất, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện và triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Công an thành phố Thái Bình đã triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn hơn 2.600 tỷ đồng. Các đối tượng đã truy cập vào trang web để tạo tài khoản, tham gia đánh bạc và làm đại lý để hưởng hoa hồng. Chúng tôi phải tổ chức xác minh ở nhiều nơi, đối tượng thì ở tỉnh ngoài, cơ bản là ở tỉnh ngoài, ở trên cái địa bàn trên toàn quốc. Và số lượng khi chúng tôi phát hiện ra nó khoảng tầm trên 3.000 rồi. Tìm ra cái đối tượng này thì nó rất là khó khăn, chủ yếu là trên không gian mạng, leak ảo, đấy, tất cả các thông tin đều ảo. Vụ án đánh bạc qua mạng vừa bị phát hiện chỉ là một trong số các vụ án mà lực lượng công an tỉnh vừa triệt phá. Năm 2022, Công an thành phố Thái Bình đã triệt phá 2 vụ đánh bạc với quy mô và số tiền lớn nhất từ trước tới nay, từ 6.000 đến hơn 8.000 tỷ đồng. Điều đáng nói là tất cả các vụ án này, đối tượng cầm đầu là người tỉnh ngoài, nhưng lại do lực lượng Công an Thái Bình triệt phá. Và quá trình trinh sát là phải dựng chọn toàn bộ đường dây, từ các đối tượng chân rết cuối cùng cho đến các đối tượng đại lý, cho đến các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Thế thì
thông qua cái công tác trinh sát trên không gian mạng thì cũng xác định là cái sự liên kết của các đối tượng ở thành phố Thái Bình cũng như là địa bàn tỉnh Thái Bình với lại các đối tượng ở các huyện ngoài, tỉnh ngoài là có cái sự móc nối chặt chẽ với nhau. Với tính chất tội phạm phức tạp, thủ đoạn hoạt động trên nền tảng Telegram và có những phân cấp theo mô hình đa cấp, các đối tượng đã lập ra các tài khoản, sau đó đăng ký vào những trang cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài, rồi tạo ra các nhóm phân khúc điều hành người Việt Nam. Phương thức tinh vi dẫn đến công tác truy vết nguồn tiền, truy vết địa chỉ trên mạng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng lực lượng công an bằng các biện pháp nghiệp vụ đã triệt phá thành công. Qua kinh nghiệm đấu tranh các cái chuyên án, những cái vụ án thì xác định cái công tác phù hợp của các đơn vị địa phương dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo quân tỉnh thì các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình, đặc biệt là phòng PA05 cùng với công an thành phố cũng đã hợp đồng tác chiến, tác nghiệp nhiều cái biện pháp nghiệp vụ triển khai đồng bộ, nhuần nhuyễn và mang lại hiệu quả cao trong thời gian rất ngắn, đã triệu tập đầy đủ các đối tượng và củng cố tài liệu để khởi tố vụ án và khởi tố bắt tạm giam được đối bị can trong cái vụ án đánh bạc này. Với những chiến công của lực lượng công an vừa qua, sáng nay, lãnh đạo công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Thái Bình. Đây là sự ghi nhận những chiến công của các chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm mới. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.